bánh xèo underground action. Xin chào các bạn, hôm nay tôi đại diện cho tạp chí bánh xèo underground đến phỏng vấn rapper nổi tiếng em Phát, còn aka Cào. Nhưng mà hiện tại anh ấy không còn làm chơi rap nữa mà anh ấy chuyển sang nghề vận chuyển hàng lậu. Đây, xin chuyển góc máy quay về phía anh ấy. Xin lỗi các em là ai nha, chúng ta có quen nhau rồi, khinh nhau rồi. Anh ấy đã tỏ ra khinh thường tạp chí của mà em là tạp chí underground anh ơi. Underground thì kệ gì, bánh xèo underground, bánh xèo underground. Phải chăng đây là những mối khách, mối hàng hạng nhất của anh? Lộ. Muốn tiếp. Anh cho chúng tôi hỏi là những mặt hàng này được lấy từ cái thị trường ở đâu, các nước như cái nguồn gốc của mặt hàng anh là như thế nào anh? Nó chủ yếu là các em gái trẻ miền Tây Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc. Ôi, nó có gọi rau sạch không anh? Sạch thì không đâu. nhìn này thôi, đeo kính tri thức thôi. Lần sau gặp em nào Hà Nội cũng bảo Bắc. Phương Trần Duy Hưng Bắc tài nhớt. Tài nhớt. Đây, xin. Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng khách sạn của đôi yêu đương mới cưới nhau. Đấy, em Bắc và Hoàng Mai. Thì bên trái tôi đây là chiếc giường với nền cơ cấu của nền kim đan với hai chiếc gối hình hoa sen. Đây là chăn nguyên lương. Ngoài ra phía sau lưng tôi này, một chai rượu không biết ngoại hay nội nhập thì không biết. Thế mẹ dở ra là biết chứ gì. Ôi, thần tượng anh này, Korea White Civic, Make in Việt Nam. Thực ra đây là sản phẩm có công nghệ nước ngoài sản xuất tại Việt Nam. Nó cũng giống như là chiếc đôi dép này. Công nghệ 100% hoàn toàn từ Lào, sản xuất tại Việt Nam. Anh có thể yêu cầu anh ấy cho xem list mặt hàng và password của các loại rau. Cái đó thì chắc là một dạng bí mật của riêng anh rồi, anh chào. Thì cho em hỏi giá tầm trung khoảng từ 3152 thì được em ngon không anh? Alo ạ. Đang đặt hàng. Nó bảo là nó không biết, nó kiểm tra kế toán thôi, còn cái phía nó thì nó chuyển xuống kế toán rồi chị ạ. Thì đấy thì em cũng thì đấy thì nó bảo với đây để bên nó quay đi nó hỏi, nhưng nó cũng không biết. Đấy thì em nó nhờ rồi thì thằng này nó làm thôi, nhưng mà nó bảo để nó hỏi chứ nó cũng không trả lời mình được. Vâng. Nóng quá. Thiết. Sau khi tham quan sơ phòng của cặp tình nhân, rồi mới cưới. Thì em có phát biểu gì không? Cảm nghĩ gì không? Theo con mắt quan sát của em thì hoạt động về đêm của hai vợ chồng này hơi nhiều, khiến cho ra giường nhăn nheo. Nhăn nheo là lỗi của mày chứ. Đấy. Lại đỡ thừa rồi. Em ơi, em coi cái bao con sói rồi quá. Đây. Mà cưới rồi đâu xài thấy cái đó nữa. À, quên mất. Dụng cụ khi vắng nhà. Không thọ phát biểu sao nhờ quên mất. Cảm ơn
nhạc sĩ Huy Tuấn. Cảm ơn. Con mẹ.